cảm ơn em, cảm ơn. Hôm nghe được chuyện gì là muốn là nói với anh em gọi điện hỏi thăm ấy. Vâng, vâng. Alo. Rồi. Hả? Không, vâng. Nhưng mà những tin đồn không chuẩn. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Dạ, dạ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.